Xin chào các bạn đã trở lại với kênh của mình và với video mới nhất. Hôm nay mình chia sẻ các bạn là mình đi ra ngoài vườn đốn chuối và chia sẻ quay phim cho các bạn xem luôn. Thì mình này chọn chuối này là chuối sim. Chuối cây chuối sim này nó nhiều cái cần dùng lắm các bạn, như là ăn cũng được mà gói bánh cũng được, để các ngày Tết á, để gói bánh tét này kia đâu, rồi làm bánh đâu. Thì chuối này trồng nó có gà bắp, cá bắp chuối cũng ăn được, để làm gỏi, trộn gỏi gà này kia. Và các bạn thấy là quầy chuối mình đốn xuống đó, chuối nó dễ già rồi thì mình đốn vô và mình để thời gian thì nó sẽ chín lên và mình ăn rất là ngon, ngọt. Chuối mà vị thì nó ngọt. Một quầy chuối trung bình vậy thì nó cỡ 7 nải, 6-7 nải trung bình của nó là một cái chuối. Mũ này dính vô áo thì rất khó là tẩy nên nè. Đống chuối mà phải kỹ càng chút, thì bạn áo nào cũ tối tối màu chút, có dính mũ hay chăng nữa cũng không sao. Đó, đó là cái quầy chuối sau khi mình đã đóng xong. Đóng xong thì để đấy cho nó gáo mũ đi chút nữa mình xách vô. Nãy thấy nãy chuối nó đã già, cách phân biệt nãy chuối già nó màu nó sậm rồi, và những cái gâu ở ngoài cái trái chuối nó sẽ rụng đi, là chứng tỏ là quầy chuối đã già và mình tới đốn được. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình đốn cái cây chuối này. Đốn cây chuối này cho nó trống, và cái chuối này thì có thể xay ra cho heo ăn, gà ăn thì cũng được. Chung một cái chuối vậy là sử dụng rất là nhiều thứ. Thì bây giờ mình tiến hành mình đốn cái cây đó đi, đốn dọn sạch sẽ cho nó trống. Rồi tiếp theo là đốn cái cây chuối nó luôn. Dừa này mình trồng dừa sen chuối vô, cái chuối này ăn này kia đâu. Tiến hành mình dẹp á, dẹp cái chuối này đi. Dẹp cho nó gọn gàng, chống gãy đi rồi. Rồi mình lại quầy chuối kia mình xách vô. Bây giờ thì cái chỗ cái cây chuối sau khi đã đốn xong đó thì vậy đó các bạn. Sau khi đã đốn xong thì sẵn mình quay cho các bạn xem một cái đoạn ngắn về cái chỗ cái mương hầm của mình. Cô mình cắt cái nải chuối ra các bạn, cắt nải chuối ra cho nó gáo mũ đi, cái này mình vú mà ăn. Chuối miễn như nhiều quá thì mình bán, ăn không hết thì bán rồi nó hư hết. Có khi chứ chín độ thì mình đốn một quận gì cũng có 5-6 năm quầy gì đó mà ăn đâu có hết đâu. Mình tiến hành cắt cành bán. Cái này là cắt cả bán nè. Các bạn thấy trong sọt là thêm một quầy nữa ha. Quầy trung bình 6-7 nải, 5-6 nải, 6-7 nải. Bây giờ mình cắt ra đó.
cắt cái này mình cũng cắt kỹ kỹ chút cho nó phạm vô trái chuối. Nó phạm vô trái chuối thì nó trái chuối nó có thẹo thì nó không có đẹp, nên là mình cắt không kỹ kỹ chút. À, các bạn thấy các ai qua nhìn của chuối rất là đẹp ha, là chuối. Chuối này mũ mà dính vô áo trắng rồi này kia là đi học rất là khó giặt tẩy các bạn. Tẩy cũng nặng lắm đó. Dùng nước tẩy da bên này tẩy. Quy trình cắt chuối thì mình đã từng quen cắt rồi. Cắt nhìn kiểu này cái chuối nó có phàm. Mình cắt ra để ngồi mũ nó sẽ gáo. Nó sẽ gáo mũ. Thọt cái dao cái dài vô trong và mình xây nó là nó sẽ nó bị vạm như trái chuối nha các bạn. Chuối này là chuối xiêm bán đếm cho là gói bánh này kìa, mua gà vú gà gói bánh tét làm chuối nướng cũng được. Chung mà cái chuối xiêm này nó dùng làm hương vị nhiều lắm. Hay là mình kho cá đó, mình để chấm cá kho cũng được. Sau khi cắt xong rồi mình tiến hành để chuối đó. Mình coi quầy này mình đếm là được 6 nải. 6 nải mình để ngồi cho nó gáo mũ đi. Cho nó gáo mũ đi thì mình tiến hành mình để vô bao vỏ gì đó. Nhìn ra vậy như là chuối tròn đó bạn. Tròn. Rồi video đây kết thúc các bạn. Cảm ơn các bạn xem video. Rồi xin chào các bạn ha.